Xin chào tất cả các bạn. Du học Úc là lựa chọn đã và đang rất được quan tâm trong những năm vừa qua vì nước Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường chất lượng đào tạo và lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập cũng như là làm việc. So với các nước khác thì môi trường học tập tại Úc được đánh giá khá cao. Ngoài ra thì điều kiện sinh sống và sinh hoạt của quốc gia này cũng được coi là vừa tầm so với khả năng tài chính của nhiều người Việt. Thực tế cho thấy, các trường cao đẳng hay là đại học tại Úc luôn là sự lựa chọn của khá nhiều phụ huynh và học sinh sinh viên Việt Nam khi quyết định du học. Trong đó thì trường cao đẳng Annesbury vừa qua đã được các bạn nhắc đến khá nhiều lần trong hộp thư du học Úc của Tân Đại Dương. Thì đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với quê hương là chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương để cùng nhau tìm hiểu về ngôi trường danh tiếng đó nhé các bạn. Xin chào quê hương. Chào Mai và các bạn. Đầu tiên thì Quế Hương có thể giới thiệu cho các bạn biết đôi nét về trường cao đẳng Annesbury cho tất cả các bạn biết được không vậy? Vâng, thì trường cao đẳng Annesbury International được thành lập vào năm 1989, trực thuộc tập đoàn Navitas và là một trong những tập đoàn giáo dục lớn và danh tiếng hàng đầu tại Úc. Annesbury bao gồm cao đẳng Annesbury, Viện Anh ngữ Annesbury và Học viện Kinh doanh và Công nghệ Annesbury. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Adelaide là một trong những thành phố quốc tế lớn nhất của Úc. Ngoài ra, thành phố xinh đẹp này còn dẫn đầu thế giới về các lĩnh vực về nghiên cứu, công nghệ và nghệ thuật. Vậy thì cao đẳng Annesbury sẽ cung cấp cho các bạn du học sinh những chương trình học như thế nào để có thể thu hút các du học sinh quốc tế vậy Quế Hương? Thì cao đẳng Annesbury cung cấp cho các bạn chương trình học gồm tiếng Anh học thuật, trung học phổ thông, dự bị đại học, cao đẳng liên thông vào các trường đại học ở Úc cho các sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế. Điểm đặc biệt là học sinh theo học tại Annesbury thì sẽ có cơ hội chuyển tiếp lên năm 2 của các trường đại học hàng đầu tại Úc như là Đại học Adelaide và Đại học Nam Úc. Và một con số rất đáng được quan tâm là 95% học sinh tốt nghiệp tại Annesbury được công nhận vào các trường đại học Adelaide và Đại học Nam Úc và các trường đại học nằm trong nhóm G8. Đây là nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Úc. Chương trình đào tạo của cao đẳng Annesbury bao gồm bậc phổ thông trung học là lớp 10, lớp 11 và lớp 12, chứng chỉ 4 để vào chương trình diploma tương đương với chương trình năm nhất của chương trình đại học, dự bị đại học để vào năm thứ nhất của hai trường đại học là Đại học Adelaide và Đại học Nam Úc, cao đẳng về kinh doanh, máy tính và IT, kỹ sư để vào thẳng năm 2 của hai trường Đại học Adelaide và Đại học Nam Úc. Đối với các chương trình tiếng Anh thì sẽ bao gồm là tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh quản lý, tiếng Anh thương mại và tiếng Anh du lịch khách sạn. Vâng, thì đối với yêu cầu đầu vào và thời gian nhập học của trường cao đẳng này là như thế nào vậy Quế Hương? Đối với chương trình trung học phổ thông thì các bạn phải hoàn tất lớp 9, lớp 10 hoặc lớp 11 tại Việt Nam IELTS tương đương với 5.0. Chương trình dự bị đại học thì các bạn phải hoàn tất lớp 11, IELTS 5.5. Chương trình cao đẳng thì hoàn tất lớp 12 và IELTS 5.5. Kỳ nhập học của cao đẳng Annesbury sẽ là lớp 10, lớp 11 thì là tháng 1, tháng 7. Lớp 12 là tháng 1, chương trình cao đẳng về chứng chỉ 4 là tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Chương trình dự bị đại học là tháng 1, tháng 4, tháng 10 và chương trình chuyển tiếp vào đại học là chỉ có tháng 10 mà thôi. Vâng, qua đây thì chương trình có nhận câu hỏi của một bạn Nghĩa đến từ An Giang. Bạn có thắc mắc rằng em muốn đi du học Úc nhưng không biết rằng tại Úc em có thể làm thêm được hay không? Và nếu có thì số giờ được phép làm là sẽ như thế nào vậy ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nghĩa rất nhiều vì đây là một vấn đề đang hot hiện nay. Thì chính phủ Úc là cho phép sinh viên được làm thêm 40 giờ trên 2 tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong thời gian nghỉ và các kỳ nghỉ ở bên nước Úc. Đây là điều kiện để các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng, tăng cường mối quan hệ và trải nghiệm môi trường làm việc cũng như là kiếm thêm thu nhập ngoài việc học vậy đó. Vâng, thì đó là những kiến thức khá mà bổ ích mà trong chương trình Hỏi Đáp Du Học Úc ngày hôm nay Tân Đại Dương muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Xin cảm ơn Quế Hương rất là nhiều. Và để được giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục du học hay là làm hồ sơ như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879. Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là chúng tôi không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, rất vui việc tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Trương Mỹ Quỳnh. Bạn vừa nhận được visa du học Úc để biết được cái quá trình mà Mỹ Quỳnh làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Mỹ Quỳnh. Chào chị. Em có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Mình tên là Trương Mỹ Quỳnh.
Hiện tại mình đang học đại học năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Chuyên ngành mình theo học là thương mại quốc tế, nhưng mà mình quyết định qua Úc du học, sẽ học thêm chuyên ngành là quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học Deakin, bang Victoria, thành phố Melbourne. Ở đây lúc rảnh thì nhiều lúc em có đi làm thêm, rồi hoặc là đi chụp ảnh, sở thích của em là chụp ảnh, hay là nghe nhạc, đọc truyện gì đó. Rồi, chị không biết lý do vì sao mình quyết định chọn Úc làm cái điểm đến của mình vậy em? Tại vì thứ nhất là em có người thân bên Úc thì đó cũng là một lợi thế cho em khi đi học bên đó. Có thể là lo cho em về cái phần ăn ở hay là đi lại gì đó. Còn thứ hai á, thì theo em được biết thì Úc là một đất nước rất là yên bình, rồi có chất lượng sống cao, nhưng mà cái chi phí thì nó thấp hơn Mỹ giống như là Anh. Thì chị không biết cái lộ trình mà qua Úc em học nó sẽ như thế nào ha? Dạ, từ ngày 19 tháng 3 thì em sẽ đi học khóa Anh văn 10 tuần cho tới hết tháng 5. Và em bắt đầu khóa học chính là tháng 7 cho tới hết năm 2018. Trường Đại học Deakin là một trường nằm trong top 3% của các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó cũng được bình chọn là ngôi trường thứ ba của Úc và thứ nhất của bang Melbourne. Vào cái trường đó thì mình có tìm hiểu, thì khi học ra thì bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới và cái khả năng xin việc làm cũng cao hơn. Dạ, theo em có tìm hiểu thì Melbourne là một thành phố không phải nổi tiếng về cái vẻ hiện đại, nhưng mà nổi tiếng về cái vẻ cổ điển của nó. Còn khí hậu thì ôn hòa, có bốn mùa rõ rệt. Nói chung là em nghĩ cũng dễ chịu. Rồi, chị không biết thì em đã có cái dự định nào cho tương lai của mình sau khi học xong ở bên Úc chưa ha? Dạ, sau khi học bên Úc thì em tính nếu được thì em sẽ xin ở lại bên Úc làm trong khoảng 2 năm gì đó. Rồi sau đó lấy kinh nghiệm đó em sẽ về Việt Nam tiếp tục phát triển tương lai. Rồi, thì chị cũng hy vọng là cái thời gian mà em học ở bên Úc cũng như là cái kinh nghiệm em làm việc có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ. Rồi, chị không biết còn cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tương đại dương thì em thấy thế nào? Dạ, lúc đầu ba mẹ quyết định cho em đi du học thì em cũng rất là hoang mang, không có biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu hay là gì đó. Và nhờ chị bạn của em giới thiệu thì em biết đến công ty Tân Đại Dương. Và tới công ty thì em gặp chị Hà tư vấn cho em rất là nhiệt tình. Nói chung là hồ sơ thiếu cái gì chị Hà cũng lo rất là chu đáo. Em thấy dịch vụ làm một dịch vụ rất là chuyên nghiệp. Bây giờ khi em nhận được visa thì em cảm thấy rất là vui và rất là may mắn. Và nếu mà bạn bè hay là người thân của em có ý định qua Úc thì chắc chắn em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm đã dành cho công ty ha. Rồi, chị cũng hy vọng là ước mơ sau này của em sẽ trở thành hiện thực. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Cần hỗ trợ thêm thông tin gì, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.